Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại cái video ngày hôm nay của kênh góc xây dựng Hôm nay ở cái video này thì mình sẽ đi chỉ mọi người cái cách tính độ dốc mái Anh em có thể là áp dụng cho mái thái và mái tôn mái ngói để anh em có thể là áp dụng trong thi công xây dựng Bác nào đang làm đến phần mái thái, mái chéo chứ A thì có thể là áp dụng được nhá. Thì bây giờ mời mọi người đi vào video chi tiết cụ thể cùng với mình đầu tiên đi vào cái cách tính độ dốc của mái ngói mái tôn và cũng thể là có thể là áp dụng được cho cả mái chéo, mái chữ A và mái thái nhé. Đấy, thì anh em áp dụng theo cách này thì thường thường ở trên uh, uh, thị trường hiện nay thì đa phần uh, họ sử dụng những cái độ dốc là từ 65% cho đến 70% cho đến 80% và 85% nhá. đấy là về các độ dốc và những cái tiêu chuẩn trong xây dựng là như vậy. Đấy, thì đầu tiên thì chúng ta có thể tính được cái độ dốc thì chúng ta sẽ phải có một cái hình biểu thị cho cái độ dốc. Thì ở đây mình sẽ lấy cái hình biểu thị độ dốc, ví dụ như kiểu là áp dụng cho cái độ dốc của một cái mái nhá. Thì ở đây mình sẽ có ba cạnh như sau. Đấy, thì bây giờ mình sẽ phải đi bây giờ thường thường ấy để tính cái độ dốc ấy thì đa phần là mình có cái bề rộng cho sẵn. Đấy thì thường thường cái bề rộng cho sẵn. Thì ở đây mình lấy ví dụ là 5m. Thì bây giờ để tính được cái độ dốc chéo và cái chiều cao này là bao nhiêu? Đấy, dựa trên có một số đo cho sẵn thôi là 5 mét. Thì chúng ta làm thế nào để chúng ta tính được cái độ cao và cái độ chéo cho cái mái của chúng ta? Ví dụ như là mái thái, mái chữ A, hoặc là mái ngói và mái tôn, Đấy, tất cả các loại mái nhá. Thì để để làm sao mà chúng ta có thể tính được? Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi lấy cái bề rộng của chúng ta cho sẵn này là 5 mét. Chúng ta nhân với cái độ dốc mà chúng ta mong muốn. Đấy thường thường ví dụ như mình lấy độ dốc là 65 đi Đấy cái nhà này yêu cầu là làm độ dốc 65 thiết kế yêu cầu là 65 Thì chúng ta sẽ lấy 5 nhân với 65 nha yeah. lấy 5 nhân với 65 thì là nó được 3m25 Đấy, 3m25 này nó là cái chiều cao Đấy, Chúng ta tính được cái độ dốc này là tính được chiều cao trước Đấy, Thì chúng ta sẽ được cái chiều cao ở đây là 3m25 nha yeah. 3m25 Đấy. Sau khi chúng ta đã tính được cái chiều cao là 3m25 dựa trên cái độ dốc và bề rộng rồi thì bây giờ mình sẽ đi tính cái độ uh, uh, độ dốc chéo nhá. Đó, độ dốc chéo. Thì uh, độ dốc chéo thì nó sẽ yêu cầu phải có hai chỉ tiêu, một là uh, cái bề rộng và chiều cao. Thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ lấy chiều rộng và chiều cao để chúng ta tính ra cái độ chéo. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy 5 bình phương. 5 bình phương Đấy, cộng với uh, 3m 25 bình phương Đấy, thì chúng ta sẽ lấy chiều rộng của nó là bình phương lên Và chiều cao bình phương Chúng ta cộng với nhau Thì nó sẽ bằng được cái độ chéo nhá 5 bình phương thì là nó được 25 rồi Đấy, 5 bình phương là được 25 nhá Đấy, 5 bình phương được 25 à, Còn 3,25 thì uh, 3,25 Đến thì mình nhẩm thử ở đó nha mọi người nhá 5 bình phương là 25 này Cộng với 3,25 bình phương Là được 10 10,5 Đấy nó được 10,5 3,5 3,25 bình phương thì nó được 10,5 nhé Thì mình sẽ lấy 25 cộng với 10,5 2 à, 25 cộng 10,5 là nó được 35,5 Đấy, 35,5 này không phải là kết quả của cái máy chéo đâu nhá. Chúng ta phải quy đổi một lần nữa thì nó mới ra được cái độ kết quả của máy chéo được. Thì chúng ta sẽ phải dùng căn bậc 2 của 35,5 Đấy, căn bậc hai của 35,5 thì chúng ta mới ra được cái, cái, cái cái kết quả của nó được. Thì bây giờ thì mình sẽ sử dụng máy tính để mình hướng dẫn cho mọi người để mọi người có thể là biết cách áp dụng được nhá thường máy tính của các bạn nó sẽ chưa quy đổi lực la luôn đâu thì bạn sẽ phải vuốt xuống tìm các cái tiện điện năng của nó thì ở đây mình uh, máy tính của cho điện thoại của mình ấy, thì là nó có cái căn đây rồi thì mình sẽ ghi vào căn bậc của 35,5 nha mọi người nha đấy thì mọi người chú ý chú ý đi tìm những cái uh, cái tiện ích của nó là ra đấy thì căn bậc thì nó được là 5,95 Đấy thì là chúng ta sẽ được cái độ chéo của cái máy này là 5,95 nhé Đấy anh em thì vào điện thoại chịu khó tìm nên các căn bạc của anh em có thể là sử dụng các máy tính của học sinh đấy là hay có sẵn ở đấy. Hai căn ra đấy. Đấy thì chúng ta sẽ được cái bề chéo của nó là 5,95. để là cái độ dốc. Đấy chúng ta tính được cái độ dốc cạnh huyền của cái mái chéo này. Đấy chúng ta áp dụng cái công thức này chúng ta có thể áp dụng được cảm các vị kèo mái tôn này. Đấy hoặc là các cái mái chữ A mái thái này, mái Nhật này đều áp dụng được cách này hết mọi người nhá. Đấy các bác thợ thì họ cũng không hay chia sẻ cho mọi người đâu Thì nhiều người có hỏi em ấy, tính cái độ dốc mái ấy, thì em mới hướng dẫn cho mọi người như vậy thôi Đấy, từ một cái điểm chiều rộng cho thì chúng ta có thể tính được chiều cao và độ chéo nhá Đấy, chỉ cần một điểm cho sẵn thôi là chúng ta có thể tính được hết mọi người nhá Đấy, thì để mà về phần cái tính tiếp theo mà em muốn chia sẻ với mọi người nữa là cái phần ví dụ giả sử anh em có một cái mái mái thái như thế này đấy máy thái như thế này thì bây giờ mình uh, sẽ tính và quy đổi như thế nào. để sao cho nó phù hợp nhất thì ví dụ mình có cái máy thái như thế này thì bây giờ mình sẽ phải uh, chia đôi ra. Mình chia đôi cái khoảng cách của cái máy này ra. Thì để em quay camera chéo sang bên này cho mọi người dưới hình dung nha tại thì mình sẽ chia đôi ra. Ví dụ như cái khoảng cách của cái uh, hai bên này là 5m. Đấy. hai bên này là 5m thì chúng ta áp dụng cái công thức tương tự như kiểu cái hình mà em vừa hướng dẫn lúc nãy là chúng ta chỉ lấy một bên thôi. Đấy, lấy một bên hình tam giác thôi. Đấy, còn chúng ta chỉ cần tính được một bên thì bên kia nó cũng tương tự như thế luôn nhá. Đấy, để tính mãi nên em chỉ tính một nửa hình tam giác thôi. Đấy. Và lát nữa em sẽ chỉ cho mọi người cách tính hai bên cái uh, phần uh, thò ra của cái mái Thái, mái Nhật thì chúng ta nên làm bao nhiêu cho nó phù hợp nhất nhé. Thì uh, đối với các áp dụng những cái công thức uh, ở trên thị trường ấy, nhiều anh em có chia sẻ ở trên Youtube thì mỗi người một cách chia sẻ khác nhau nhưng riêng với em thì là tóm tắt ngắn gọn và dễ hiểu thì em sẽ lấy cái cạnh huyền khi anh em đã tính cái cạnh huyền ví dụ như là 5 m 95 như ở trên thì chúng ta sẽ đi chia cho cái cái, cái chiều dài của cái viên ngói ấy. ví dụ như viên ngói của chúng ta là uh, lấy lọt là 33 cm đấy thì chúng ta lấy 5 m 95 chúng ta chia cho 33 thì nó được 18 hàng thì chúng ta sẽ tính được là cái cái mái gói của chúng ta một bên một bên mái của chúng ta này nó hết là 18 hàng gói để chúng ta nhân với số số mét để chúng ta ra được cái mét vuông ngói nha tiếp theo để chúng ta tính được cái cái đuôi thò này ra anh em muốn lấy bao nhiêu thì ví dụ nhá anh em thò ra tầm hai uh, viên gói hai viên gói thì hai viên ở đây thì mỗi viên là 33 cm thì là chúng ta sẽ cộng vào là nó được 66 cm nha, được 66 cm là chúng ta thò hai viên thì chúng ta phải trừ lại 15 cm. Đấy, à, vì sao phải trừ lại 15 cm? Vì chúng ta trừ lại 15 cm là cái viên hóa nó thò ra khỏi cái mép bê tông. Mọi người nhá. Đấy nó thò ra khỏi cái mép bê tông của chúng ta. Nó là uh, 15 cm nên chúng ta trừ đi. Đấy, trừ đi 15 cm rồi. Đấy, thì nó chỉ còn lại là 45 cm thôi. Thì lúc chúng ta ghép cốt pha, chúng ta sẽ cộng thêm 4, 45 cm nữa thì chúng ta sẽ lấy 5m95 chúng ta cộng thêm 45 cm này nữa. Đấy là chúng ta sẽ cộng thêm hai hàng ngoài nữa mà. Đấy thì chúng ta 18 hàng kia thì chúng ta sẽ thành là 20 hàng. Đấy, chúng ta cộng vào thì chúng ta được 6,4 m. À, 6,4 m là mai kia hoàn thiện thì nó sẽ là 20 hàng ngói. Đấy là cái cách cái cách mà anh em tính ngói là như vậy nha. Đấy là những cái chia sẻ rất là cụ thể của mình. Thì mình mong anh em xem xong video có thể làm được. Chúc tất cả anh em thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các em video lần sau.